Bạn có muốn biết cách để cải thiện kỹ năng viết content của mình trong vòng 5 phút không? 5 phút thôi, bạn sẽ biết ngay là bài viết của mình gần đây nhất ấy, nó hay ho hay là nó tệ như thế nào để mình có thể sửa luôn. Thậm chí bạn có thể dành thêm thời gian để sửa cả những cái bài viết trong cả tháng vừa rồi. Và từ giờ về sau thì bạn sẽ viết content chắc chắn là hay hơn các bạn nhé. Facebook cá nhân của bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn đấy. Ok, rồi 5 phút của chúng ta chính thức được bắt đầu. Bạn gõ chữ bắt đầu xuống để chúng ta bắt đầu thực sự nào. Xem lại các bài viết gần đây của bạn, xem đọc từ đầu đến cuối nó có vi phạm vào một trong những thứ tệ tệ sau đây không nhá. Thứ nhất, nó có quá nhiều icon và hashtag. Hashtag là cái thăng trong cái gì đấy. Icon là cái biểu tượng xanh đỏ tím vàng đấy. Nếu bài viết của bạn mà có quá nhiều icon, quá nhiều hashtag, nghĩa là icon lớn hơn 3, hashtag cũng lớn hơn 3, thì bạn tìm cách để còn gì bỏ hết nó đi. Hoặc là nếu giữ lại thì giữ tối đa là 3 cho từng cái đấy thôi. Ok. Đấy là một cái. Vì Facebook không thích sự diêm dúa như vậy đâu. Tiếp nữa là bạn check lại cho thầy dự xem là có bị sai lỗi chính tả không. Lỗi chính tả á? Là cái lỗi kiểu như là gì ạ? Bạn đang viết xong bạn thuận tay bạn cách dấu, ấn dấu cách ngoài xong lại phẩy, xong lại cách bạn viết tiếp ấy. Hoặc là bạn ấn dấu cách ra xong bạn chấm, xong bạn viết tiếp ấy. Không, dấu câu thì đơn giản cứ nghĩ như này này, là dấu chấm hay dấu phẩy thì nó phải liền ngay ký tự trước nó, được không? Còn sau đó thì có dấu cách thì mới viết đến chữ tiếp theo. Đấy, sau dấu chấm thì viết hoa, nhớ là như vậy. Còn phần lớn các bạn thì viết từ lừa lắm. Nữa này, kiểm tra xem cả bài của bài đấy của bạn nó có nổi bật được cảm xúc chủ đạo gì không, vui buồn hồ hởi phấn khởi tiếc nuối gì đó không. Nếu không á, sửa cái bài đấy. Và trong cái phần sửa nó có một hoạt động ấy, bạn chọn nó đấy thì đó là bạn đã cảm thấy gì ấy. Đó thì ví dụ như là các bạn hơi bị cúm một tí nhưng chúng ta vẫn cố gắng với nhau được không? Rồi bạn comment cổ vũ rồi cái nào. Cúm cũng phải chiến đấu, đúng không ạ? Đã hứa là sẽ làm video hàng ngày cho các bạn, đăng lên vào kênh này 6 giờ sáng rồi thì bắt buộc 6 giờ sáng là phải có kênh này, có video đăng lên cho các bạn. Nên là các bạn comment cổ vũ với mình cái nhá. Rồi, tôi đang nói đến cái việc là mình sẽ xem cái bài của mình có cảm xúc chủ đạo hay chưa. Nếu chưa thì chọn cảm xúc chủ đạo. Ví dụ như là Hàn Quang Dự đang cảm thấy hào hứng, hoặc Hàn Quang Dự đang cảm thấy tiếc nuối hay đang cảm thấy gì đó. Đấy, chọn cảm xúc chủ đạo đấy vào. Là bài của mình tự nhiên là gì ạ? Là nó có cái gì đó nó tươi mới hẳn lên. Rồi tiếp nữa này, trong cái phần content của bạn, bạn xem là tiêu đề của bạn bây giờ cái câu đầu tiên ấy nó hấp dẫn chưa. Nếu chưa hấp dẫn thì tìm cách là viết thêm một câu nào đó hấp dẫn vào, xong mới cái đến đoạn cái nội dung mà bạn đang hiện tại đang có, viết thêm một câu tiêu đề nào vào, một câu thôi. Kỹ thuật viết tiêu đề như nào? Rồi cứ viết đi đã, không hay cũng được, nhưng chỉ cần có một câu nào đó thì ít ra là nó còn đỡ tệ hơn bây giờ. Rồi sau đó mình check xuống dưới nha, xem là trong phần nội dung của mình có thường xuyên dùng những cái từ ngữ chỉ cảm xúc không, những tính từ, những trạng từ mà chỉ cảm xúc ấy, những từ ngữ chỉ cảm xúc, thì bạn hiểu đơn giản như vậy đã. Hay là nó cứ một mạch như này, chẳng có từ nào mang tính điểm nhấn thật tuyệt vời, hay là quá tốt, quá rẻ, điều bí mật là hạnh phúc. Đấy, những cái từ đấy nếu mình chưa có thì đọc lại từng đoạn xem là đoạn nào có thể thêm được cái từ nào vào cho câu nó trở nên sinh động, thêm nó vào thôi. Ý cuối cùng là bạn xem các bài viết, đặc biệt bài viết gần nhất của mình là có bức ảnh đấy, thì bức ảnh có chụp khuôn mặt chưa? Nếu chưa thì thay bằng bức ảnh có chụp khuôn mặt của mình dơ điện thoại lên mình chụp luôn. Và khuôn mặt của mình thì nó phải có trùng cảm xúc với cái cảm xúc mà bạn đã chọn ở đầu bài ấy nhá. Ví dụ đầu bài bạn chẳng một chút là lo lắng đấy, thì mình hoàn toàn có thể nhắm mắt được, vỗ đầu này. Đấy. Thế là chỉ cần 5 phút này thôi là bạn biết cách để còn chữa cho những bài của mình từ việc tệ trở nên đỡ tệ và trở nên tuyệt vời hơn rồi, đúng không ạ? Và từ giờ trở đi những cái video, xin lỗi, những cái content sau, những nội dung sau bạn viết trên trang cá nhân của mình thì đừng bao giờ vi phạm những cái lỗi đấy nữa, thì chắc chắn bài viết của bạn sẽ hay hơn, đương nhiên rồi. Bạn thấy hứng thú với điều này chưa ạ? Ok rồi, nếu bạn có hỏi thêm câu hỏi gì về việc viết content nhé, cứ comment xuống dưới. Và cá nhân thì rất là muốn rằng là biết rằng bạn đang kinh doanh sản phẩm gì để có thể tư vấn sâu hơn cho bạn, chỉ rõ hơn cho các bạn rằng là với những sản phẩm như vậy thì nên viết content theo chiều hướng nào thì nó sẽ hay. Ok, đừng ngại ngần, mạnh dạn comment sản phẩm của bạn xuống. Hẹn gặp lại các bạn vào 6 giờ sáng mai trong video tiếp theo nha.